Ok, xin chào các bạn. Mình có hai cây đàn guitar. Bên đây là cây Music Man JP16 của mình, được lên dây như một cây đàn guitar bình thường, tức là E standard. Đây là cây Fender của mình. Thì bây giờ mình vừa tune lại dây, thì các bạn nghe thử, các bạn đón xem. Oh my god, Jesus. Thì cái đàn này mình vừa tuôn dây lại, mình tuôn theo cái hệ thống dây của cái đàn vòng cổ Tây Nam Bộ. Mình vừa nghe một cái đoạn, nghĩa là bài vòng cổ thường thường nó sẽ có 6 câu, tức là giống như là tương đương với 6 phần. Thì mình vừa tập cái phần đầu, tức là cái câu đầu tiên, rất là khó nhớ nên là mình phải chép lại, dưới dạng nốt nhạc theo kiểu của phương Tây để mình đọc thì mình mới nhớ được. Sau đó mình tune dây lại hết luôn. Cái đàn này là cái Fender bình thường thì mình tune lại theo hệ thống dây của đàn vòng cổ để mình tập. Thì mình mới vừa tập tối hôm qua, mình thức khuya tới 3-4 giờ sáng để mình tập. Thì mình đã tập xong một cái câu đầu, thì bây giờ các mời các bạn nghe thử ha. Các bạn đợi mình xíu.